Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Và đây các anh chị, đây là một sản phẩm bên Huy mới vừa lấy từ Biên Hòa Đồng Nai về. Chủ xe mua xe tại Toyota Đông Sài Gòn, nhưng mà khi mà bán xe thì chủ xe tìm đến công ty bên Huy. Thì bên Huy có thu mua tất cả những cái xe qua sử dụng, xe đẹp thì bên Huy mua giá khá là cạnh tranh. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ khi mà bán xe. Và đây là một chiếc xe khá là chất lượng, máy xăng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và còn rất là mới đi được 2-3 nghìn cái số thôi. Và chủ xe bảo dưỡng hãng đầy đủ các anh chị, full lịch sử hãng, và ngoại thất và nội thất hầu như là còn nguyên bản, rất là đẹp luôn. Huy mời các anh chị và các bạn cùng Huy xem chi tiết về sản phẩm ạ. Đây các anh chị, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, Toyota Fortuner, máy xăng một cầu, rộng rãi thoải mái, 7 chỗ gầm cao. Đây là một trong những chiếc SUV mà rất được khách hàng ưa chuộng nhiều các anh chị. Đèn sử dụng công nghệ là đèn bi halogen, có thể điều chỉnh cái độ chiếu của đèn. Đèn thì sử dụng bật tắt tự động luôn các anh chị. Khe hở với các chi tiết này. Xe thì còn rất là mới đi được có 23.000 cây số thôi. Mọi thứ là lung linh. Tuần thứ 20 của 2019, vỏ còn nguyên bản theo xe. Công tắc rơ và cửa thông minh luôn anh chị. Tay nắm cửa mạ chrome, dán phim che mưa. Và đây, những cái vị trí như đèn xi nhan trên gương, gương là gập điện. Và xe này đặc biệt là chủ xe kỹ lắm anh chị. Có chỗ để riêng cho chiếc xe này, để ở trong mát, ở trong nhà. Cho nên là những cái chi tiết bằng cao su này anh chị thấy nhìn rất là mới và đẹp luôn. Mới lấy về, bên Huy chưa có làm maru, chưa có vệ sinh, nhưng mà anh chị nhìn xe này lung linh luôn các anh chị, không chê chỗ nào, nước sơn thì hầu như là còn nguyên bản, còn zin luôn. Vỏ đồ anh chị nhìn nha, đẹp. Gia đình đi mà sử dụng kỹ 2019 mà mới đi được có 23.000 cây số, cho nên là chủ yếu là anh chị nào đang có nhu cầu mua về sử dụng cho gia đình, muốn tiết kiệm chi phí thì anh chị lấy sản phẩm này. Những cái tính năng an toàn của xe thì hầu như có đủ hết anh chị. Camera dê, đó, cảm biến dê. Đây, vỏ xoa cua. Dường như chưa chạm đất luôn anh chị. Rất là hiếm nha. 2019 đúng là chất lượng luôn. Bảo dưỡng hãng đều đầy đủ các anh chị, cứ mỗi 5.000 cây số là chủ xe đưa đi bảo dưỡng. Chủ kỹ lắm, bảo quản xe cực kỳ kỹ luôn. Bên Huy khi mà đi lái về là chủ xe trùm đồ kỹ lưỡng để trong mát. Xe rất là chắc luôn anh chị. Anh chị mua những cái sản phẩm này về, hiện tại thì bên Huy đối với những cái sản phẩm này thì bên Huy bảo hành cho anh chị động cơ hộp số 1 năm 20.000 cây số, cho nên chị không có lo lắng gì cả. Và xe này thì vẫn còn bảo hành hãng đầy đủ, cho nên có bất kỳ vấn đề gì thì anh chị có thể đem xe đến bất kỳ đại lý Toyota nào trên toàn quốc đều được kiểm tra và bảo hành cho anh chị. Và đối với chiếc xe này thì anh chị mua về anh chị đỡ tốn chi phí nhiều nha. Phí quản lý đường bộ, phí đăng kiểm này anh chị không cần phải đóng mấy cái phí này. Thuế trước bạ thì anh chị đóng chỉ 2% thôi, thay vì mình phải đóng 10% như là xe mới, thì đây chỉ 2% thôi. Và giá thì giá xe qua sử dụng, cho nên chị tiết kiệm được khá là nhiều. Và thực sự nó không khác gì xe mới là bao nhiêu các anh chị, không khác gì bao nhiêu nha. Xe này khá là ok. Hộp số tự động 6 cấp, rồi những cái hệ thống như hệ thống bó cứng phanh, hệ thống hỗ trợ khởi hành nhân dốc, ổn định điện thân xe, cân bằng điện tử các anh chị. Rồi những cái hệ thống như là báo phanh khẩn cấp, rồi phân bổ lực phanh điện tử nè, rồi chống trơn trượt, ok, mọi thứ có hết đó anh chị. Khởi động bằng nút bấm start up luôn, có lại chỉ số trên vô lăng luôn, có cruise control luôn, đó, cho nên là không thiếu thứ gì. Anh chị mua những sản phẩm này về thì option đầy đủ hết rồi, nó không khác gì xe mới, nhưng mà anh chị tiết kiệm được khá là nhiều á, rất là nhiều luôn. Ok, giá bán của sản phẩm thì bên Huy đang chào bán là 985 triệu nha các anh chị. 985 triệu Huy nghĩ là giá này hợp lý, quá hợp lý với một chiếc xe mới đi được có 23.000 cây số thôi. Rồi mình đi vào bên trong để mình xem chi tiết về sản phẩm ạ.
Nội thất bên trong của chiếc Fortuner máy xăng một cầu nhập khẩu 2019 này thì rất là đẹp các anh chị. Đó, mọi thứ còn lung linh như mới. Keo truồng thì anh chị yên tâm, bên Huy kiểm tra rất là kỹ lưỡng rồi. Đó, anh chị nhìn ha, vị trí để đồ phía sau rất là rộng rãi luôn. Có khay để hành lý ở phía sau. Ở dưới sàn thì chủ xe có lót sàn Simly. Ở những phần tappy này anh chị nhìn ha, rất là mới đẹp. Ghế da theo xe, những vị trí này còn rất là mới đẹp. Dường như là dãy ghế sau ít người sử dụng lắm các anh chị. Trên trần thì có hai cửa gió điều hòa ở mỗi hàng ghế. Hệ thống điều hòa thì đối với Fortuner sử dụng hệ thống điều hòa tự động và hệ thống mỗi hàng ghế đều và xe này có hai công tắc điều khiển dàn lạnh trước và sau các anh chị. Xe có hai dàn lạnh. Huy quay anh chị cũng sẽ hình dung ra được về chất lượng của sản phẩm này như thế nào. Đó, một chiếc xe gia đình sử dụng mới có 2-3 nghìn cây số thôi các anh chị, rộng rãi ha, cực kỳ rộng rãi và rất là mới nữa. Da theo xe, xe trang bị tới 7 thứ khí và những cái hệ thống an toàn như là hệ thống ổn định điện thân xe, hệ thống hỗ trợ khai hành ngang dốc, cân bằng phanh điện tử, rồi hỗ trợ phanh khẩn cấp đều có đủ trên sản phẩm. Đó, công tắc ra vào cửa thông minh. Xe này ghế chỉnh điện nha anh chị, còn công tắc lên xuống kính là auto một chậm chống kẹt ở tất cả các cửa luôn. Đó, còn tapi mọi thứ anh chị nhìn không, ở bên tài này anh chị nhìn thấy là rất là mượt và đẹp luôn á chị. Xe chủ xe đi giữ rất kỹ luôn, gia đình đi. Đó, anh chị mua được những cái sản phẩm này thì anh chị sẽ khá là thích vì chất lượng xe đẹp như mới các anh chị. Đó, có đàm thoại đánh tay, điều khiển giọng nói, rồi điều chỉnh âm lượng, ốp gỗ, mặt đồng hồ táp lô. Audio chuẩn của xe ha anh chị. Này 23.145 cây số ha, xe có lại chuyển số trên vô lăng này, rồi có nút khởi động startup anh chị, có chế độ cruise control, này DVD, đó, hộp số tự động 6 cấp, có chế độ eco bảo bơ đầy đủ các anh chị. Quy nổ máy ha, quy nổ máy cho anh chị nghe về sản phẩm, đó rất là êm luôn các anh chị. Camera dê, đó sáng, camera dê theo xe luôn nha. Hộp số tự động 6 cấp ha, rất là êm dịu khi anh chị chạy trên đường. Đó, buổi sáng nọ thì ga nó hơi cao một tí xíu để nó hâm nóng cái động cơ một tí là nó sẽ dịu cái động cơ xuống các anh chị, rất là êm luôn. Động cơ thì đối với động cơ được chủ xe bảo trì bảo dưỡng đều đầy đủ kỹ lưỡng cho nên anh chị không lo gì cả. Mới có 2-3 nghìn cây số thôi, từng bô lon con tán, từng dắt điện, mọi thứ đã được bên Huy kiểm tra kỹ lưỡng và cam kết về chất lượng cho anh chị. Và động cơ này thì đối với bên Huy sẽ bảo hành cho anh chị là 1 năm hoặc là 20.000 cây số cho anh chị hoàn toàn yên tâm. Động cơ và hộp số các anh chị, xe vẫn còn bảo hành hãng ha, trên toàn quốc. Có bất kỳ vấn đề gì thì anh chị có thể đem xe đến bất kỳ đại lý Toyota nào trên toàn quốc đều được bảo hành cho anh chị. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình. Huy sẽ cập nhật cho anh chị những sản phẩm mới về tại công ty bên Huy. Địa chỉ bên Huy là 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 2 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nha các anh chị. Rồi, Huy xin kính chào và hẹn gặp lại ạ.